Chào mừng các bạn đến với series video 120 câu khó N3 120 câu khó này lấy từ đâu? 120 câu khó này lấy từ cuốn sách Gun Gun N3 Sách luyện đề chuyên sâu chữ án từ vựng ngữ pháp của Dũng Mori Bên thầy Dũng nhá Ok Và chỉ còn một tháng nữa thôi là chúng ta bước vào kỳ thi GIPT tháng 12 rồi Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta phải luyện thật là nhiều đề mọi người ạ Ok và mọi người nhớ theo dõi hết những video này của thầy nhá Ok video này bao gồm 5 môn đai à 7 môn đai trong đó thầy Dũng sẽ phụ trách 5 môn đại đầu tiên sau đó cô Thanh sẽ phụ trách nốt hai môn đai còn lại còn lại đó là môn đai số 6 30 cái môn này là môn đai ngữ pháp được chưa còn môn đai số 7 là bài sao đấy Ok chưa không để các bạn chờ lâu nữa chúng ta cùng nhau bắt đầu Môn này đầu tiên nhá, môn này đầu tiên này, môn này này là đọc chữ Hán. Ok chưa? Nào thầy cho các bạn 5 giây đọc chữ Hán này. 5 4 Ok, đáp án của chúng ta là ta -da! Nhớ mùa mưa siêu được chưa? Siêu là mùa mưa không có trường âm. Trường âm trường âm à, không có trường âm, được chưa? Cái sư này không phải luôn. Siêu không có trường hợp Được chưa? Mùa mưa thì tôi không thích lắm Xong câu 1 Chuyển tiếp sang câu 2 Hãy cho các bạn 5 giây Hãy Rồi Đáp án của chúng ta là đáp án số 3 Simeste Simeste mas Chỉ ra cho thấy Được chưa? Câu này có nghĩa là gì? Cái biểu đồ này cho thấy được cái nhiệt độ tháng 8 của các năm được chưa nào Đấy, đáp án là Simis được cho thấy ok chưa và ở đây chúng ta sẽ có những chữ hán của những chữ bên cạnh đây được chưa chữ này là Sirius là chữ hán này chữ ký này được chưa trong những key new viết vào đấy được chưa Tiếp theo, sự diễn tả là chữ này ok chưa chữ này là sát sự chỉ đúng dùng tay chỉ sát sự Đấy, thì dùng chữ hán này ok chưa mọi người rồi chúng ta chuyển sang câu số 3 hay từ này khó nhá lại thế đấy mới là cũng khó đúng không hãy đáp án hai được đúng không hai tên là mọc. đấy bạn nào biết nhìn chữ này chữ sinh ớ lần đầu tiên em thấy chữ này thầy ơi tự nhiên thấy chữ et ở đây là thế nào bây giờ đúng không các bạn nhớ là Hai e được được chưa nào hai được là mọc đúng không ở trong vườn có chữ này cỏ đúng không đây là chữ vườn đúng không cỏ mọc rất là nhiều hai temas Rồi mấy chữ này thì chúng ta không cần phải để ý nữa nhá Ok chưa Hay, Bởi vì nó không không có chữ Hàn mấy chữ này đâu Ok chưa nào Hay, Chúng ta vào câu tiếp theo Câu số 4 Kare wa nani nani Amerika kara kaette kimashita Hay, Đấy cái từ này Nhìn lại lạ đúng không Chữ này chữ nai chữ, chữ này chữ cô tô mà à, Làm gì làm đi cho thầy Ok đáp án của chúng ta là Hay, gì bình an vô sự nhớ từ này nhá từ này xuất hiện trong chỉ thi rất là nhiều đấy kể cả trong bài đọc bài nghe đều điều xuất hiện nhớ nên gọi nhớ cho thừa thầy từ này được chưa anh ấy đã trở về từ Mỹ một cách bình an vô sự gì gì America Ok rồi câu số 5 hãy có nó chưa xa rồi chưa xa ạ you you ở đi rồi, mua hay, Ta-đán đan yêu điều. đây thế nào nhớ yêu yêu có yêu là có đọc này yêu, được chưa nào hai chữ này điều tức là mang à, ám chỉ tiền đấy đúng không Hay có phí được chưa hai cái cái bãi đỗ xe này thì là có thu phí nhớ chữ hữu này là chữ có đúng không Hay yêu yêu là bạn Ủa, bạn bạn có tiền. À được. Được chưa? Đấy. Rồi, chúng ta cùng nhau bước vào câu số 6 đúng không? Sore to de zutto tatte itara karada ga shimashita. À. Haite, saete, dete, shiete. à, nào, bạn xem nào. Bạn nghe thấy nhá. Đáp án của chúng ta sẽ là cơ thể của chúng ta sẽ trở nên lạnh đi đúng không? Sẽ là sẽ là hiete hiete shimatta bằng vệ samu kita đấy đúng không nào vậy thì con này là cơ thể của chúng ta lạnh đi bởi vì đứng suốt ở bên ngoài đấy ok chưa hay vậy thì ở đây chúng ta sẽ có chữ hai t hai t tức là gì đây ồ oh, là mọc lên đúng không nào tiếp theo sai t sai t ở đây có nghĩa là minh mẫn đúng không hay là có nghĩa là ví dụ mắt chẳng hạn mê À, sai được, tức là mắt thao láo ra đúng không nào hay là kỹ năng gọi là kỹ năng khéo léo chẳng hạn đúng không ạ eh, qua sai được. Được chưa? ok rồi câu số 7 tên này to tên biểu là nhà này để một sinh đề là sai nào hay tên 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 mi en sen ten nào hay đáp án là gì nhỉ đáp án là sen được chưa cha đây đọc là sen tức là hãy nối điểm A đúng không nào? Điểm A đây. Và điểm B đúng không? bằng một đường kẻ, C là đường kẻ. Được chưa? Ok. Mi đi là màu xanh, tên là yên, mình cho lại viên đấy đúng không? Chữ viên này đúng không? Thế là tên là chữ điểm này. Được chưa nào? Ừ. Hãy tiếp theo câu số 8. Con sa nani nani ga Được chưa nào? Ừ, okatta. Có quá là nhiều cái gì đó đúng không? Đây là ghế này đúng không? Đây là chữ gì đấy? Hãy soda này, để chơi nào? Bầu trời này đúng không? Hãy con sa tọ là buổi hòa nhạc đúng không? Hãy thì đọc là gì? Ừ, các bạn thử thử thử. Nếu mà các bạn ở bên Nhật hay đi ra ngoài đường nhìn vào nhìn vào xe taxi thì người bạn sẽ thấy một cái chữ như thế này đúng không? Nhìn thấy suốt ngày luôn đúng không? Đó là chữ ghế trống. Có rất là nhiều ghế trống trong buổi hòa nhạc này. Đấy thế nào? hai, nhà này trúng nhiều cái giống. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào đây? Đấy, đáp án của chúng ta sẽ là cư <laughs> <laughs> Nhớ nhá, không phải đọc là aki, aki gì cả mà là cư. Được chưa? Và chữ này bình thường là seki vẫn đọc là seki luôn. Nhá, Seki là ghế, chỗ ngồi. Nhá. Đấy, câu số 9. Ani wa atama ga yokute nani nani hito desu. Được chưa nào? Anh trai tôi là người thế nào đây? Ok. Yorimoshi Taio-moshi, Tano-moshi và moshi Đáp án moshi là người đáng tin cậy và thông minh Được chưa? Đấy, con này đơn giản, nó chỉ là Tano-moshi thôi Nhớ chưa? Hãy nhớ, Tano-moshi, Tano-moshi Ok Tiếp theo Chikko Chikko là Cộng hòa Séc. Được chưa nào? Đấy, tiếp theo Praha tức là tên của thủ đô Được chưa nào? Đây, chữ này chữ thủ đô đọc cái là gì đây? thủ đô của Chico là Praha, sư tọ, sư tọ, đúng không? Sư tọ và sư tọ, à, sư tọ, sư Nào, hãy đáp án. Đáp <laughs> án chúng ta là sư Không đúng, không có trường âm và sẽ nào? Uh, shoot, 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 shoot. Uh, là sư tọ. Ta đọc sư sư tọ, sư tọ, sư tọ. Đúng không? Chico nó sư tọ, Praha. Nhớ nhé, sư Thủ đô là không có trường âm trên thủ đô của Việt Nam này không có một cái trường học nào cả tức là trường tức là trường âm á đúng không Hay, trường tức là trường âm ấy. thủ đô thì không có một cái trường học nào cả nghe chưa tức là không có trường âm ok tiếp theo Điều cô ni cử nó đệ nani đi đúng không cái mắt tôi đã mua cái gì đây bên dưới này mặc này mặc bên dưới tức là đồ lót đây chưa nào hay để đi du lịch hada da ki shi shi-ta-gi, u-wa-gi, ba-shi-ta-gi Shi-ta-ki, shi-ta-gi, shi shita shita Đáp án? Đáp án, đáp án, đáp án Đáp án là Shi-ta-gi shita uh, Con áo lót Để xem nào, con áo lót. nót Hay. Đồ, đồ lót đấy, con áo lót. còn u tức là gì nhỉ? Áo khoác nhá Không được nhầm nhé, ok chưa? Hay. Rồi, đừng có nghe quen quen ừ, U-wa-gi, hình như là, là chữ này u wa không phải Nghe chưa? Ok chưa? Hai. Câu số 12. Ano ito aitsumo, đúng không? Desne, đây là khuôn mặt này, đây là nụ cười này, đúng không? Warimas, đúng không? Rồi, vậy thì sẽ đọc là gì đây? Đúng không? Anh ấy, người đó thì lúc nào cũng cười nhỉ. Đúng không? Tươi cười nhỉ. Egao, emiga waraigao, hay là warakao. Nào, chọn đi. Đáp án của chúng ta ラーコンファイソーマラソモはい。笑顔。じゃあ、笑顔。今笑いが大事か。今回笑い。笑顔。ねえじゃあ、じゃあ、海にはまだ見たことがない何々がいるかもしれない。うん動物、生き物、生物。生物ねえはい。<laughs> Ai chọn đáp án số 2 giơ tay. Con muốn giúp cho thầy, em chọn đáp án 2 thầy ơi. Đúng không? Nếu mà là đáp án số 2 thì nó sẽ phải cho có chữ ki ở giữa này. Nhớ nhá. Được chưa? À, đây mới là ikimono, được chưa nào? Hay còn câu này sẽ là sebutsu. À, sebutsu. Đúng không? Cả câu này dịch này. có lẽ là cũng có những cái sinh vật mà chúng ta chưa từng nhìn thấy ở ngoài biển. Nhá. Được chưa? Hay, rồi nhớ nhá. Ikimono no Ok. hãy câu tiếp theo. Kanojo wa kate no nani nani de gakko o yameta rashi. Đúng không? Jōkyō, jijō, jōtai hay là jijitsu. Ờ, Ok. Đáp án. Hoàn cảnh gia đình di cô ấy đã nghỉ học bởi hoàn cảnh gia đình. Được chưa nào? hãy bởi một cái lý do nào đó hoàn cảnh lý do gia đình được chưa? Do tức là gì nhỉ? Hay tình trạng đúng không? Tình trạng này nhé. Do tức là trạng thái được chưa? Di sự bằng với hôn tô bằng với sự sự, thật được chưa nào? Rồi câu này đơn giản như thế đấy nhá. Hay câu số 15 lăm. Uchi no wa Mai toshi nani nani da. Seiji sekiji aoji hay là akaji. Ừ đáp án sẽ là là akazi đúng như nào đấy chữ ak là màu đỏ ở đây đúng không Ji là chữ cứ thế mà đọc thôi đó là lỗ đúng không công ty của chúng tôi đúng không lúc nào năm nào cũng bị lỗ à, ok chưa akazi được chưa hãy đơn giản như thế câu số 16 sáu ô tô nani nani cô ni kaiotemas em trai tôi thì đang theo học trường gì hả? À, trung học gì đây trung học trung học thương mại luôn đúng không? sẽ đọc là gì đây? Sozo so, no gyo hay là sogo hay là so so gyo. nào thương nghiệp chữ này là chữ thương nghiệp à, ngoại thương sẽ dịch là ngoại thương và chúng ta sẽ đọc là so gyo so gyo so gyo, số 3 đều có trường âm hết nhá đều có trường âm hết so đây được chưa? No là gì các bạn biết không nhỉ? No nông nghiệp chính xác rồi no nông nghiệp Ok, câu tiếp theo câu số 17. Được chưa? Concerto no nani nani ni jishin ga okita. Được chưa nào? Hay trong ngữ pháp chúng ta có mẫu là đang trong lúc cái gì đó, đúng không? Ừ. Câu này sẽ đọc là gì đây? Hay đọc là sai chiu đúng không? Đang trong lúc đang trong cái buổi hòa nhạc thì xảy ra động đất. Được chưa? đơn giản nhất đọc là sai chiu sai chiu, sai chiu một mẫu pháp chúng ta đã gặp rồi. Chúng ta chắc là nhìn can gì mãi rồi đúng không? Ừ. Hay có số 18 này. Tomodachi demo đúng không? Ni denwa suru no wa yokunai. Việc điện thoại đúng không? Cho dù là bạn đi chăng nữa thì việc điện thoại vào giữa đêm khuya thì là không tốt. Chứ này giữa đêm khuya nhưng mà đọc là gì nhỉ? Hay đọc đi. 1 2 3 1 1 2 3 4 xin nhạc. Hay được chưa? Xin nhạc là đáp án chúng ta. Chẳng này. Hay, đêm khuya xin nhà nhá. Ok nha mọi người. Ai? Còn hai câu nữa thôi. Nào câu nên thì chúng ta sẽ hết môn này số 1. Tanoshikatta no koto o omoidasu. Nhớ ra việc trong quá khứ, đúng không? Ở đây chữ này mọi người biết là chữ quá khứ rồi nhưng mà đọc nó thế nào, đây trường âm như thế nào đây. Được chưa? Hay nào, chắc chắn là 1 3 cả kêu chúng tôi rồi nhưng mà 2 và 4 <laughs> các bạn chọn đi. 3 2 1 đáp án. Ta đen 4. Các cô, các cô, các các cô no Đọc các cô nhé, không đọc là các cô Các cô thì chính là âm này Các cô, các cô, các cô, các cô, các cô Các cô no koto Ok chưa? Hay, nhớ lại những việc thì nhờ, vui mừng trong quá khứ nhá Câu số 20 Hajimete oh, mang đến một cái ấn tượng xấu cho cô ấy được chưa nào? Khi mà mới gặp lần đầu tiên Vậy thì chữ ấn tượng này đọc là gì đây? À, hình như đọc là in in gì đấy nhỉ đúng không? Vậy thì nếu mà chúng ta nói được đấy à đấy là chữ in rồi thì chúng ta sẽ loại được hai hai đáp án. Nhưng mà do so hay là show đây. In show được chưa? Qua đi in show. Ok. Đấy, vậy là chúng ta đã xong môn đài đầu tiên rồi nhá. Ok. Chào mừng các bạn đến với video số 2. Môn đây số 2 trong chuỗi series video 120 câu khó 120 câu khó đó Đấy Lấy ở đâu? Lấy ở trong cuốn sách Gun Gun Tatsu Đấy chưa? Sách luyện đề chuyên sâu chữ hán từ vựng ngữ pháp Của bên thể dụng Mori nha Của bên thầy nhá Ok thế nào và không để các bạn chờ lâu chúng ta nhau bắt đầu luôn môn đại số 2 câu số 1 hai môn đại số 2 là gì nhỉ hãy tìm chữ hán chính xác này đúng không trong bốn chữ trong bốn đáp án này nào hãy nào cho thầy câu này đi ok どの内側に鍵がついてる Đấy, à 内側 tức là phía bên trong Đấy chứ Thường thì các bạn làm sai câu này Bởi vì các bạn không để ý Đúng không? Hay là nhiều bạn như, cầm đèn chạy trước ô tô Chỉ nhìn chữ án đầu tiên Không nhìn chữ án thứ hai Hoặc là chỉ nhìn chữ án thứ hai Không nhìn chữ án số 1 Đúng không? Chữ án đầu lên là gì nhỉ? Ui, đấy rồi, đấy rồi Được chưa? Tự nhiên chúng ta hãy tìm hiểu xem Đúng không Ví dụ trong câu này chưa? Câu này đáp án là đáp án số mấy nhỉ? Đúng rồi chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ ni cự ở đây này ni cự ở đây à chữ này chữ gada này không phải này đây xem nào đấy uchi là chỉ có chữ hán này mà thôi đáp án ba hoặc bốn thôi và đáp án của chúng ta là đáp án số 3 nhớ nhá các bạn nhớ nhìn nhìn thấy hai sự khác nhau chưa đây được chưa đây là bộ ba chấm thủy đúng không còn đây là bộ nhân đấy vậy thì chữ gawa nó có bộ nhân này mọi người nhá được chưa hay câu này đáp án là gì nhỉ à, chìa khóa thì được cắm ở phía bên trong phía sau cánh cửa nhá. Đấy, uchigawa. Ok chưa? Rồi, xong câu đầu tiên. Chuyển sang câu số 2. Ừm. Hay, câu này là một câu đánh lừa chúng ta này. Nhiều bạn làm sai câu này nếu mà các bạn chưa học từ vựng này nhá. Kyou wa itsumo yori hayaku kitaku dekisou da. Được chưa nào? Kitaku suru. Được chưa? Hay là về nhà. Đúng không? Hay, vậy thì chúng ta sẽ xem chữ về là chữ nào. À, chữ về là chữ này, đúng không nào? Rồi, nhà, nhà. Ô, ở đây là nhà. Ở đây cũng là nhà. Rồi, ok. Vậy thì đáp án chúng ta là không phải nhà này mà là nhà này. Kitaku. Nhớ chưa? Hay, nhớ nhá. Về nhà này nhé. chưa không phải là về nhà có con lợn phía trong này đâu. Ok chưa? Đọc là cự Ok chưa? Còn chữ này là kitai tức là kỳ vọng này, khác hẳn. Được chưa nào? Hãy. Còn chữ này thì không có nhá. Ok, vậy thì hôm nay có vẻ như là có thể về nhà sớm hơn mọi khi. Đấy, câu này đơn giản như vậy nhá. Chúng ta chuyển sang câu số 3. Các đại <laughs> học sư gác cửa tục quy đã, đúng không? Anh ấy rất họ giỏi toán học, vậy thì chữ tục quy là chữ nào đây? À, chữ tục quy. Nào 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 nào, chữ tục quy. Hãy. tục quy là giỏi đấy. Đáp à, án số. Không ấy? Ồ, oh, hình như là đáp số 2, tục cười, phải không? Không phải hình như đâu mà là đáp án chúng ta đáp số 3 nhá, tục cười. Được chưa nào? Hay các bạn nhớ cười chữ y cuối cùng này này. Nó là chữ này. Ý này đã nhá. Được chưa? Chứ không phải là chữ trí này. Được không? Chữ trí này đọc là si cơ, âm nó đọc là si cơ. Đúng không? Hai chữ y là chữ này cơ, còn chữ này là chữ tục cự. Được chưa nào? Tục cự là chữ này. Nhá, không phải chữ tục cự này. Được chưa nào? Ok chưa Nào chúng ta chuyển sang câu số 3 Hay rồi mà chì ra Nếu mà bị nhầm chữ thì Xóa sạch vào nhé Đúng không Hay. Vậy thì chúng ta hãy xem ở đây bốn chữ này Đáp án là chữ nào đây Hay. Đáp án của chúng ta là Kì sự. Đây chứ nào Đáp số 3 Hay, Vậy thì các bạn nhớ nhé nó là có bộ thủy ở bên này về chưa nào hai còn chữ ở bên trên này nhìn nó cũng giống giống với thôi nhưng mà không phải chữ này là chữ kẹt dư đựng kẹt dư tức là gọt cái gì đó đúng không hai gọt cái gì đó hay là cắt giảm nhân công các thứ thì dùng từ này được đúng không cắt giảm tiền lương nhân công thì dùng từ này kẹt dư đựng nhá kẹt dư đựng được chưa nào hay còn hai chữ 2 và 4 thì hay nhìn chưa gặp bao giờ nên là thôi bỏ qua. Được chưa nào? Hay Tiếp theo câu số 5 Đúng không? Có nó không và Atsui no de Yomu ni jikan kakaru to moimasu Đúng không? Hi. Tôi tôi thấy là gì nhỉ? Chúng ta sẽ tốn thời gian để đọc Bởi vì cuốn sách này rất là dày Dày thì sẽ là chữ nào đây? Dày, dày, dày ừ. Nhìn chữ nào lạ quá thì bỏ đi Ngay cả thầy Dũng cũng rất là ít dùng Hoặc là không, không biết chữ này Thế nên là đáp án của chúng ta là gì nhỉ? Hay chữ này Atsui à, dày thế chưa? Nếu mà các bạn chưa học cái chữ dày này bao giờ thì chắc là hơi khó. Bởi vì đúng không? Chúng ta chỉ học chữ atsui là nóng rồi đúng không nào? còn atsui là dày thì nhiều bạn còn không để ý. Nên là hãy nhân cơ hội buổi học ngày hôm nay thì chúng ta học thêm một từ vựng nữa, dày, đúng Cuốn sách dày. Được chưa nào? Hãy rồi sập tiền dày này, được chưa? Hãy câu số 6. Anne wa oki byouin ni tsutomete iru. À, tsutomete Nào, chúng ta, ta nhìn chữ nào quen nhất thì chúng ta hãy chọn nhá Stomete đang làm việc chị gái tôi đang làm việc ở một bệnh viện rất là to đây thế nào vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là số Một Stomete đúng không đúng không cái chữ này nhớ nhá làm việc này cần phải có sức khỏe đây nào tuy nhiên các bạn không được nhầm với từ là từ này được chưa không được nhầm với từ là hay ta là cự được chưa? Hãy cũng có một lực ở đây nhưng mà gì nhỉ? Bên 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 trái nằm ở giữa của nó này. Đúng không? Hãy, là một trọng chạm có môi, được chưa? Hãy còn có một nhân phía trước nữa cơ. Đấy, khác nhau như vậy nhé mọi người nhá. Ok chưa Rồi. Câu tiếp theo, câu số 7. Ừ. Kono bass wa suru toki ni okane o Nghe từ sa bây giờ Dô sa Ừ, chưa nghe bao giờ thầy ạ đúng không dô nhưng mà gì là chúng ta nhỉ khi mà lên xe buýt thì cần phải trả tiền đi xe buýt thì cần phải trả tiền vậy dô thì đáp án là đi xe đi xe thì chúng ta sẽ dùng từ gì nhỉ à chữ này em đọc rồi thầy ơi chữ này là nô đự chữ này là kuruma à lên xe hình như là chữ này đáp án dô lên xe luôn được chưa nào hỏi thượng xe thì không phải đúng không Hồi, chữ này không phải lót đó chữ này không phải lót mà là chữ nô no này cơ nhá nhớ nhá nô no được do sạ lên xe khi lên xe thì cần phải trả tiền ok chưa Đi. hay câu số tám dần dần mưa ga oku oku nát tê kê ame ga free so des đúng không mây đúng không mây dần dần nhiều lên và có vẻ như sắp mưa rồi được chưa hay mưa cứ một là mây mây chúng ta học rồi đúng không chưa ai học rồi vậy thì đáp án chúng ta là gì nhỉ ok mây ấy cư mô ở bên dưới là bộ vân này nhá Đều có mưa hết, tất cả bên trên đều có mưa hết Nhưng mà các bạn quan trọng là bên dưới Chúng ta cần phải đây Ha, đây có bộ vân là mây Đấy, nào? Hay, còn chữ ở bên dưới nhiều, 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 nhiều cái gì đây Chúng ta chưa học, đúng không? Hay là nó là gì nhỉ? Kiri tức là xương Được chưa? Còn đây là gì nhỉ? Sấm chớp Kaminari, đúng không nào? còn đây là chữ này nhìn đặc biệt quá, đúng không? Hay thì thoảng các bạn sẽ sẽ được nhìn thấy thôi, đọc là D tức là số 0, số 0, d số 0 nhá. Đấy. D 1 2 3. Được chưa? Hay bình thường số 0 người ta vẫn còn đọc là zero nữa nhá. Ok chưa Hay câu số 9. Watashi wa densha no naka de yoku hito o kansatsu shimasu. Kansatsu shimasu. Ừ. Hay kansatsu là gì đây? Đúng rồi, quan sát. Tôi thì thường hay quan sát ở trong xe quan sát người quan sát mọi người ở trong xe điện đây thế nào Đấy, à, quan sát thì các bạn nhớ là quan sát là phải nhìn rồi đúng không nhìn thì chúng ta xem chữ nào có gì nhỉ có cái mắt này chữ quan a à, đây rồi đúng không nào chúng ta sẽ loại bỏ hai chữ này không có mắt đây chữ này có mắt vậy thì chữ sát là chữ gì đây các bạn nhớ hai chữ này khác biệt nhau là bên này sẽ có thêm bộ miên để cho à, vậy thì đúng không hay, các bạn nhớ khi mà có bộ miên này, này được chưa nào? Thì nó nó có nghĩa là gì nhỉ? Hay, chữ này chữ sát tức là gì nhỉ? Trong chữ cảnh sát được chưa nào? Giám sát. Đấy, cảnh sát, giám sát thì chính là chữ này nhá. Hay, đáp án đáp số 2. Cảnh sát đến nhà. Được chưa? Hay để giám sát quan sát mình. Được chưa? Còn cái chữ này không có bộ miên được chưa nào? Hay, chữ bên dưới này thôi. Đúng không? Nó mang nghĩa là omatsuri đấy. Được chưa nào? hai ok vậy thì chữ này không phải quan sát rồi mà phải quan sát phải có bộ miên được chưa nào hai ok câu số mười hai kazoku san nin de tanoshiku kurashite imasu hai kurashite imasu na gì đây kurashite um kurashite um ừ, nhìn trong quen quen chữ nào cũng quen quen đúng không hai nhưng mà chữ này chưa nhìn bao giờ chữ này chưa nhìn bao giờ chữ này chưa nhìn bao giờ vậy thì chỉ còn chữ này mà thôi đáp án chúng ta là đáp án số bốn bạn nhớ nhá hay. Hai chữ này đều giống nhau Ở bên dưới chữ này thì có bộ lực Còn ở bên dưới chữ này thì có sẽ có bộ nhật Các bạn nhớ nhá Gras được chưa nào Gras có nghĩa là sống đúng không Ba người sinh sống đúng không Một cái vui vẻ Được chưa ạ Hay ờ e Nhớ nhá sinh sống nó có bộ nhật bên dưới Được chưa còn khi mà có bộ lực thì nó nó nghĩa là trong chữ gì nhỉ? Tuyển dụng đấy. Bộ siêu. stemas. Được chưa? Ok chưa? Hay. Đó là bộ siêu là chữ gì nhỉ tập này đúng không bô siêu được chưa nào hay. còn chữ này là chữ mắc cự là cái rèm. được chưa mắc cự là dèm ok chưa hay là cái chữ này chữ này là gì đây à, style 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 tức là gì nhỉ được ngưỡng mộ nhá ngưỡng mộ ngưỡng mộ ai đó đúng không Hay, ok câu số 11 một xử hoa đúng không ô dê đúng không vào dịp lễ tết thì có rất là nhiều người đến chơi ừ, nhiều người nhiều người nhiều hay ô dê chữ nào đọc là ô chữ này chữ này cũng đọc là ôi là nhiều đúng không chữ này cũng đọc là ô mà vậy thì đáp án chúng ta sẽ là nhớ là nhiều sẽ là chữ đại Đây chứ nào ô dê là đại Đây chứ tuy nhiên cái chữ bên trái này này đúng không? Chúng ta chưa nhìn thấy bao giờ đúng không? Hơi nhìn thấy lạ quá đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chọn cho thầy đáp án là đáp án số 3. Được chưa? hãy đáp án số 3 chữ này chữ thế này, chữ chữ thế lực này, đúng không? Thanh thế được chưa nào? Ikioi được chưa? Đọc là OZ là chữ này nhá, nhiều người nhá, nhớ chưa nào? Nhìn thấy chữ này nó khó, khó khó này thì sẽ là đáp án nhá. Còn cái chữ này nó đơn giản hơn thì không phải đáp án, được chưa nào? hãy Có tiếp theo. Có số 12. 牛乳を電子レンジで温めてくれる Atatameru Đúng không? Hâm nóng Sữa Đúng không? Bán gì nhỉ? Đen si gì là Lò vi sóng Được chưa? Hâm nóng sữa Bằng lò vi sóng giúp tớ được không? Ok thế nào? Vậy thì chúng ta sẽ Chọn chữ nào đây? Hừ, có nhiều bạn sẽ Nhanh nhiều đoạn Đúng không nào? Hãy cầm đèn trái tôi Chọn ngay đoạn số 1 Nhưng mà đáp án chúng ta Đáp án số 2 Được chưa? Hãy À được chưa Cái chữ này để dùng để hâm nóng đồ ăn các thứ này Còn chữ này là gì làm nóng cái không khí Đúng không Trong phòng lên Được chưa thì sẽ dùng chữ này Chữ này chính là Ataka để ấm áp này Đúng không ừ. Nhưng mà cái chữ này gì làm nóng cái không khí Được chưa Trong phòng thì sẽ dùng từ này Còn hâm nóng thì dùng từ này Được chưa Hay Còn cái chữ này này Đọc là Yurumeru 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 Tức là lối lỏng gì đó ちうつまり湿はいせなじゃん。しめる。しめる。しめる。しめる。今後でしめる。ですね。は、er、い。ちちぇな、しめってる。じゃあ、せんがしめってる。てか、こんなふういぶんこんなび、あっ。はしめる。じゃけないだろ、とにょもてな。しめります。じゃてせな、つにょ、あれ、しめってる。や。おじゃ、すみな、サンゴスもいはいだわ。もちろんサンゴスもな、こなに。寒くなってきたから、上にもう一枚布団を重ねよう。 Kasane ừ, tức là trồng chất thêm, trồng thêm Được chưa? Hay Trời lạnh rồi nên là gì đây? Chúng ta hãy trồng thêm một cái một cái chăn Đúng không? Một cái chăn lên trên nữa Được chưa nào? Hay môi chỉ mày Đấy. Kasane ừ. Được chưa? Ui, nhìn thấy chữ này đã lạ, lạ quá thầy ơi Chữ này là chữ này em biết rồi Chữ này là liều, tức là lượng Được chưa nào? Lượng Hay. Còn chữ này trong những nhi đồng À, nhi đồng, dí nhé Nhi đồng, nhi đồng. Vậy thì đáp án là cả ở chữ này Chịu trọng này luôn này Đấy, đây chưa ạ? Đáp án chúng ta đáp án số 3 Cả Nhá Hay, còn hai câu nữa rồi, cố lên Kono basu wa tochiu de shimin kikan o keiu Nếu mà là máy bay á, thì kêu này, kêu kêu này nó sẽ là quá cảnh Được chưa nào? Hay, tuy nhiên trong trường hợp này sẽ là xe buýt Thì nó sẽ dừng lại ở đâu đó Được chưa nào? Hay. cái xe buýt này giữa trường nó dừng lại ở nhà văn hóa Đúng không? hai dừng lại nhau nó sẽ đọc ha kê yu. kê yu. được chưa hay vậy thì chúng ta sẽ có đáp án là gì nhỉ chữ này trong chữ kinh này đúng không kinh do trong chữ kinh tế luôn chữ này trong chữ tự do luôn được chưa thì đáp án là gì nhỉ? kinh do chữ này được chưa không phải là chữ điền này được được chưa nào không phải là chữ mô mát này được đúng không? Hay thì cũng không phải chữ này nữa, không phải luôn. Được chưa nào. Hay. Đấy chữ này cũng là chữ kinh nhưng mà trong chữ gì nhỉ à chữ này là chữ kính trong chữ đường kính thì gần mặt kính trong chữ đường kính chọc kê để thế cũng đọc là kê nhưng mà chọc kê được chưa hai vậy thì chúng ta xong câu số 14 rồi còn một câu cuối cùng hai eki no shuhen ni wa omoshiroi mise ga taksan được đúng không ở xung quanh nhà ga đúng không xung quanh, khu vực nhà ga thì có rất là nhiều cái quán trông rất là hay ho hai shuhen 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 Ồ, nhìn phát ra ngay rồi đúng không? Đáp án ta an Đáp số 3 nhé mọi người nhé số này Siêu này Là chữ này Không phải là chữ này đâu nhá Không thể thêm bộ sức này nữa Bởi vì chữ này là trong chữ tuần Chu kỳ các thứ này à, Tiếp theo Chữ hên thì chính là chữ này có Atari khu vực này Siêu ở đây là Mawadi đi, Quanh quanh đây Khu vực này Quanh quanh khu vực này Đấy. còn chữ này chữ cô mự là không phải đúng không hay cô mự là không phải được chưa hay vậy là chúng ta đã làm xong 15 câu của môn này số 2 rồi và các bạn hãy đón chờ video tiếp theo đúng không video môn này số 3 được chưa nào điền vào chỗ trống thế nhá bắt đầu mọi người hay xin chào các bạn đến với series video 120 câu khó nhá hay Môn này số 3. À, 120 câu khó nằm trong cuốn sách này nhá. Gun gun jotatsu nhá sách luyện đề chuyên dầu, chữ Hán, từ vựng và ngữ pháp. được chưa? hay, rồi chúng ta cùng nhau bước vào câu đầu tiên luôn. shi wa himo de shikari kara sutete kudasai, đúng không? Sute, sutete kudasai. Bật, đúng không? Hay, tatande yabute tsunde hay là shibatte, hay. nào, chúng ta dùng phương pháp loại trừ đối với những từ mà chúng ta biết. Tata mự chiếu tatami đấy chiếu gặp được á à? được chưa nào hay thì tata có nghĩa là gặp 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 được chưa ya đự tức là xé là xé tsu mự gói 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 và Shibaru đự có nghĩa là buộc hay đáp án chúng ta là đáp án số bốn Shibaru đúng không hay hãy buộc đây là gì nhỉ dây báo á dây báo thì hãy buộc thật là chắc bằng dây sau đó vứt đi được chưa nào? Đấy, bốn cái từ vựng này thầy cũng giải thích rồi nhá. Ok. Nào, câu số 2. Tomodachi to no yakusoku o wasurete shimatta. Quên cái cuộc hẹn đối với đứa bạn. Được chưa nào? Hay mekkiri, mekkiri. Hay ukkari shibaraku ima ni mo. Hay đáp án. Đáp án chúng ta là ukkari ừ wasureta. Quên khuấy đi mất. Đúng không nào? Nhớ cái từ ukari đằng sau nó bao giờ cũng là wasureru. Nhớ chưa? Ukari wasureru. Được chưa nào? Ở đây ima ni mo sắp sửa đến rồi, hay đi mẹ ve Bỏ masu đi cộng với lại so da. Đúng không? Hay ima ni mo. Okay chưa? Ima ni mo ame ga furi so da. Được chưa? Shibaraku Tức là trong một khoảng thời gian cũng khá khá lâu đúng không? Trong khoảng thời gian tới thì sẽ không gặp em đâu. Shibaraku awanai desu ne. Ok chưa? Hay tiếp theo là gì nhỉ? Mịch Kiri là rõ ràng, rõ rệt Khỏe lên rõ rệt rồi Mịch kiri gen kiri nát tạ nào Hay. Có số 3 Công kai no test đề wa Y ten su ga toreta ga Itzu mo warui ten ra Ten tức là điểm Đấy chưa nào Hay. Trong buổi kiểm tra lần này tôi đã thì lấy được một sự điểm rất là tốt nhưng mà gì nhá thực ra thì để gà mà à, thực ra thì điểm của tôi lúc nào cũng không tốt được chưa tham Dai tham đại tay yo yo mất mất ừ. hay chúng ta sẽ có đáp án là tham đúng không bằng cái gư gen ngẫu nhiên Được chưa nào hay thì trong tình huống này về cái điểm số thì chúng ta sẽ dịch có thể dịch là gì nhỉ may mắn đúng không bài test lần này may mắn thì gì nhỉ hay, có được điểm đạt được điểm tốt thế nhưng mà lúc nào điểm điểm của tôi cũng xấu đúng không đại tay là đại khái rồi mất sự mất sợ này bằng với lại là nó yếu hơn đan đan một chút đan đan thì nó mạnh hơn mất sự mất sự nó dần dần đan đan nó như thế này mất sự mất sự là như thế này đó ok chưa đấy à mất sự mất sự như này đây đường thẳng đấy chưa đấy hãy còn yo yo có nghĩa là, là ngày càng sắp gì ví dụ ngày thi thì là sắp đến gần rồi yo yo sken no hi ga đúng no không sken no hi ga Chikazuite kuru đấy chưa ngày thi sắp sửa đến gần rồi đúng không nào thì sẽ dùng yo yo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Tức là bởi vì không có tiền lẻ Thế nên là gì nhỉ? Đổi tiền ở chỗ đằng kia Vậy thì đổi tiền ở đâu? Đổi tiền là đáp án số 4 Đọc là gì đây mọi người? Mọi người nói đọc không? Nào, ừ. đọc ra đây xem nào Ok Điều gai Đúng không? Điều gai Đây Điều gai đúng không? đổi tiền để chưa nào? Hãy so tức là tiêu dùng, chữ này so này, chữ này là chục kin này, để chưa nào chục kin là tiết kiệm tiền này, sẽ chắc là tiết kiệm, tiết kiệm nói chung được không? sẽ chắc cự sử dụng, ví dụ okaneo sẽ chắc cự sử dụng bằng vệ chục kin để chưa tiết kiệm tiền, tiết kiệm điện các thứ này, đúng không? đen kiểu sẽ chắc cự sử OK cho mọi người. Hãy tiếp theo câu số năm. Ekimai ni taksan no mise ga atte nani nani aru A a a a a a. Đúng không? Ở trước cửa nhà ga thì có rất là nhiều quán, đúng không? Hay. và không khí rất là sôi động các kì ga được chưa nào? các ạ, à. rất là sôi động nhá. Ví dụ Hà Nội chẳng hạn, à, ngày trước thầy có dẫn một người Nhật về Việt Nam đúng không? Đi chơi với họ ra ngoài đường họ bảo, "À Hà Nội ạ, các kì ga đều ね, trông rất là sôi động nhỉ." Được chưa nào? Hay yaru ki ga aru tức là gì nhỉ? Có hứng thú làm nhá. Kyoso ga được có sự cạnh tranh, còn hạt tất sự đây là diễn sự phát triển nhưng mà cái không có động từ ga aru, hạt tất sự suru. Em mọi người nhá. Ok chưa? Hay câu số 6. Mukashi tomodachi to kawa de sakana o totta koto wa omoide da. Omoide. Omoide na zirai không phải là nhớ ra ô môi đây là danh từ đọc là kỷ niệm được chưa hay đúng không à, ngày xưa đúng không hay cái việc mà đi bắt cá cùng với bạn ở ngoài sông á, là một kỷ niệm thật là thật là nhớ nhung được chưa nào hay hoài niệm nhớ nhung natsukashi ok chưa từ này mọi người biết rồi nhá đọc là natsukashi rồi, bình thường đi thi thì người ta sẽ thêm chữ nạt sự vào đây cho chúng ta sĩ hoặc là người ta sẽ không viết chữ Hán nhá. Hay chữ này là osoroshi, osoroshi. Osoroshi là đáng sợ, được chưa? Minikui tức là khó nhìn, được chưa? Hay còn đây là, osanai tức là hồi còn nhỏ, hồi còn bé, được chưa nào? Hay bé bỏng, được chưa? Bé nhỏ. Osanai độ, người ta hay dùng cái từ đấy nhá, hồi còn nhỏ. Hay câu số 7. Karada ni warui no de tabakko wa suwanai hou ga ii, đúng không? Không nên hút thuốc thế nào? bởi vì nó không tốt cho sức khỏe. vậy thì chúng ta sẽ dùng từ gì đây? hãy chít tò một chút cũng không nên hút. chít tò mò suhana hoặc ai? cự đúng không? cố gắng cái gì đó. đô sẽ mổ giàu thế nào thì cũng đúng không? hãy đúng không? canada dự. hãy vậy thì đáp án của chúng ta là gì nhỉ? hãy đáp án số 3 cự đúng không nào? cự đúng không? cố gắng không nên hút thuốc bởi vì nó không tốt cho sức khỏe. đây đang đưa ra trong lời khuyên nên là gì nhỉ? cố gắng thôi. Được chưa nào? Đấy. Khi mà nếu mà chít tọ mố này đúng không? Một chút cũng không không được hút Sư quá uh, Gọi là gì nhỉ? Chít họ trả Chà đa mẹ Một chút cũng không được hút Thì sẽ được Đường sau nó sẽ là phủ định Được chưa? Còn đưa ra lời khuyên thì chỉ có là bị bê cự thôi nhá Đô sẽ mổ dậu thế nào thì cũng Hãy Canada dự chắc chắn Được chưa? ví dụ như là Canada dự khi đúng không? Chắc chắn phải đến nhé. đấy nhé Được chưa nào? Hãy có tiếp theo Chiketto wa konsato no nani nan demo cao của tổ gái đi đúng không đấy, cái vé thì có thể mua được vào ngay cả đúng không? có thể mua được ngay cả cái gì đó ngay cả ngay cả gì đấy ừ, ngay cả ngày hôm đó thô dịch sự được chưa thô dịch sự thô dịch ngay cả vào ngày hôm đó tức là ngày tổ chức cái buổi công sao tổ này từ này rất hay dùng nhá đấy, được chưa dịch cô tức là thực hành hajimari là bắt đầu Đúng không? Iki hay là Yuki, không? Yuki hướng đi cái gì đó nhá. Ok. Câu số 9. Ototo, đúng không? Eh, kino katta omocha ni mo cái gì đó. Shimatta, mo, mo cái gì đây? hãy đáp án của chúng ta sẽ là ừ, đáp án là gì nhỉ? Akite shimatta, chán, đúng không? Đứa em tôi đã chán cái đồ chơi để mua ngày hôm qua rồi. Đúng không? kỳ được đúng không? chữ này là chữ yếu đưa sự là là tha thứ đúng không? hay sama sự sự tức là làm nguội được chưa? ví dụ canh nóng thì mình sẽ làm nguội đi đúng không? hay sư samasu sama sự bật quạt lên để làm nguội chẳng hạn được chưa nào? À, uh, to sen puki eh, o tsukete sama sự được nào? Oeru kết thúc làm cho kết thúc cái gì đó ố này Oeru này được chưa nào? ok sigo được được chưa? Hay cái công việc hay siêu cái đại ô ô ơi nha. Tiếp theo có số 10. Atarashiku hatsubai sareta smartphone o yatto. Yatto gì? Pen không? Yatto. Đây là cái smartphone đúng không? Hay. Được chưa nào? Hay cái smartphone cái điện thoại này không? Cái điện thoại thông minh này gì nhỉ? Vừa mới được phát hành thì cuối cùng tôi cũng đã có được nó trong tay có nó trong tay thì sẽ là gì đây ichi ba te ni ireta nhá te ni ireta thì có trong tay được chưa te ga toroi ta tức là gì nhỉ với tới được chưa còn te o shi ta tức là thu tay về rút tay lại Đúng không te o kuwai ta tức là ám chỉ là sửa chữa cái gì đó nhá hay cuối cùng nhà tổ cuối cùng tôi đã có được cái gì đó nhá hãy có số 11 một ya da to motte ta sken no hi ga kite shimatta tức là gì đây cái kỳ thi cái ngày thi mà tôi gì nhỉ cảm thấy không thích ạ được chưa thì gì nhỉ nó cũng đã đến đáp án cuối cùng thì cũng sẽ đến các bạn chọn một rồi đây chị bạn gạt là đáp án sai gạt này chỉ dùng cho chỉ dùng cho gì nhỉ hãy ở đằng sau của nó là một cái gì đó một điều tốt đúng không cuối cùng thì tôi cũng đã về nước đúng không hay là cuối cùng thì tôi cũng đã thi đỗ là một thứ đúng không ở đằng sau là một cái gì đó không tốt là à, là điều tốt còn cái tô tô này ở đằng sau nó là một điều gì nhá hay, tốt hay như không tốt đều đều dùng được và trong trường hợp sẽ là không tốt đúng không bởi vì cái kỳ thi này là gì nhỉ ia mà ia đúng nào kỳ thi mà mình không thích mà cuối cùng thì nó cũng đã đến ok thế nào Hãy đan đan đây thế nào Hãy dần dần dứt tội là suốt đây chưa Hai, câu tiếp theo. Sakana o mizu ga haitta. Ireru. Đây là một katakana đúng không? ạ ừ. Bỏ cái gì đây? Bỏ con cá vào cái gì đó có nước. Để thế nào? Thì sẽ là hai. Hai, bucket sự là cái bô là cái chậu này, bucket sự. Để thế nào? Hai, bucket sự. Được chưa? Label là nhãn dán helmet là mũ bảo hiểm ok thay tôi đựng tức là cái chủ đề tiêu đề chủ đề thay tôi được, ok rồi câu số 13 nhá câu số 13 ba gạ thật to thời gian trôi đi thì thế nào bi được nó nó hộ thời gian cứ trôi đi thì thì cái gì ở bên phía trên cái cốc bi á bi được là bia chứ không phải là tòa nhà tòa nhà nếu mà bỏ cái này đi thì sẽ là gì nhỉ? Bi đự tòa nhà, còn đây là bi đự, được chưa? Thì nó sẽ mất đi. Vậy thì chúng ta có awa kuse ana và kemuri. Đáp án chúng ta sẽ là pem awa. Hay awa là bọt đúng nào? Hay ana là cái lỗ. Kuse ở đây tức là thói quen xấu, tật xấu, được chưa? Kemuri là khói, được chưa? Kemuri nhé. Rồi, câu số 14. Dare mo chuis nai <laughs> no de kare wa iru. Ừ chẳng ai nhắc nhở bởi vì không có ai nhắc nhở nên là anh ấy gì đây ờ, nên là anh ấy thế nào câu này hơi khó cho ga hazurete cho ni notte cho o totte cho o awasete không có ai nhắc ở nên là nó rất là vinh nó rất là oai đáp án chúng ta các bạn cứ nhớ cho thầy là cho no notte được đúng o no notte được là oai là vinh cho ni noru na yo đúng không hay, tức là đừng có oai đừng có vinh nhá. Ok chưa? Hay câu số 15. Đã nhiều lần bị từ dối rồi vậy mà. đã akiramete nai nante. Đúng không? Được chưa nào? Hay. Vậy mà vẫn chưa gì nhỉ? Vẫn chưa từ bỏ. Thật đúng là một người như gì đó. Hay, người dai như đỉa. Đúng không? Sẽ là từ Tsukoi dai như đĩa đây nhá, Ok chưa? Một tay này là phí, lãng phí Ô tô là xì hiền Đấy ô tô là là hiền Ngoan hiền, Được chưa Sô bằng với sai nào Đấy, đấy chưa nào Vậy thì thông qua những cái Thông qua 15 câu ngày hôm nay chúng ta đã học thêm được rất là nhiều từ vựng Hoặc là ôn lại rất là nhiều từ vựng được chưa? Rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhá Nhớ like và chia sẻ giúp thầy nhá Bye bye Hãy ok chúng ta cùng nhau bước vào môn đài số 4 tìm từ đồng nghĩa đúng không? Giống với từ được cái chân. Được chưa nào? Hãy từ đầu tiên không có ra sai. À, simao. Đúng không? Là gì? Ờ ừ, cất, cất thì sẽ phải là irete katazukete. Đúng không? Hãy bỏ vào và dọn dẹp đi, đúng không? Hãy còn đây là tên mở ra đúng không? Tojite là đóng lại đúng không nào? Hay là daste tức là đem ra mang ra. Được chưa? Câu này đơn giản rồi đúng không? Câu số 2 tiếp theo. Hay Dai shiu no schedule wa mo owarimashita ka? Ừ. Hay shigoto hay là kết Được chưa nào? Đáp án. Đúng rồi. Schedule tức là lịch trình đúng không? Lịch trình tuần sau đã xong chưa? Đúng không? Thì sẽ chỉ là yote mà thôi đúng không? Dự định. Đây là công việc không phải. Hô có cự báo cáo không phải. Kích cạn kết quả không phải được chưa hãy câu số ba kare to watashi ni tiền ten wa sukunai kyotsu ten biết từ này không học chưa chưa học thì hơi khó đấy nhá đấy thực ra nó khó là bởi vì <laughs> mọi người chưa học được rồi, ok thế thử đoán xem Thì ơi tôi và anh thì ít cái gì đó ít gì nhỉ thường nói đến cái câu này thường ít điểm đúng rồi ít điểm chung đúng không kyo sư là điểm chung điểm chung thì là onaji bư bư được chưa nào những điểm giống nhau á đúng không onaji điểm khác nhau là sai rồi cho sọ là sở trường còn để giặc tên tức là điểm yếu nhá giặc tên ok chưa nào hãy câu số 4 kazok ừ. ni nai sọ de konsato ni chưa hãy nai nay nai sọ là gì đây tôi đã đi gì đây đi đến buổi hòa nhạc cái gì cái gì với gia đình kìa đúng không cái gì đó với gia đình được chưa xác nhận các cư nên iwanai de đúng không onegai shite đây là gì đây jiman suru jiman shite ừ hay đáp án của chúng ta là hay iwanai de đúng không lén đốt cái này là bí mật được chưa này sone số sone hay bí mật được chưa trong đi huống sẽ dịch là gì nhỉ đi đến uh, một con xa tội mà không nói với gia đình thì là gì nhỉ lén nút gia đình được chưa hãy xác nhận này làm ơn và đây là gì nhỉ gì man tức là tự mãn tự hào được chưa hãy gì tự mãn tự hào hãy có số 5 nó mới cay hãy ta là tôi đi ai dự bi nó mi cay tức là buổi nhậu cuộc nhậu đúng không sau khi vào cuộc nhậu thì thì thế nào đó tôi đi ai dự học rồi là gì trước tiên ngay lập tức thì đáp án sẽ là gì ạ ý mà sư đúng không tạm thời dịch tiếng việt là tạm thời tạm thời mình nhà gọi luôn để bia đã gọi được bia đây em ơi cho anh cốc bia đi đấy được chưa paris là quả nhiên suy dự đúng không hay tất nhiên tôi chẳng nghĩ gì cả đúng không hay tiếp theo cả cô tô dự đúng không không màng đến những việc khác đúng không không quan tâm đến những việc khác ok chưa hãy có sự giáo kha nô ạ thăng kỳ nạ xe các cửa đạ thăng kỳ quá khí ngắn này từ này học rồi thăng kỳ nó khi ngắn thì là gì đấy gaman man để kỳ này đúng không nào anh cô ấy có tính cách gọi là gì nhỉ à, dễ nổi cáo được chưa nào thăng kỳ là gì nhỉ cục tính dễ nổi cáo đúng không hay bằng mẹ gaman man để kỳ này không chịu đựng được đúng không nào hay gaman man rồi tức là à, mạnh mẽ được chưa nào? Hay chịu đựng, dịch là chịu đựng, được chưa? Arai à, là thô lỗ cục cằn. Được chưa nào? Otonashi là ngoan hiền. Ok chưa? Hãy có số 7. Kyō no mai là gì? Đấy, chỉ cần hiểu cái từ này được đúng không? Hôm nay tôi cũng đã đi đến công ty bằng việc đi lên cái xe buýt chật kín người đông người, tôi bay. 人いっぱいの電車。で、じゃな、一応、モノいてる。はい、早いな、ファ。はい、こじゃあ、この病院では、最新の機械を使っている。最新。じゃあ、かい、べ、あ、べ、べ、いてん、ぐいだ、だん、す、ず、ぐいまい新な。どん、てんや、むいや、ていせと、一番、新しい。一番、新しい。うわ、むいや。とっても高い。な、コンフ古くてよくない。 cũ mà không tốt đúng không nào cái cái cả đã yêu uh, new nhập từ nước ngoài về không đúng, đúng không tân tiến nhất phải là mới nhất ít bàn cũng có chữ atarashi đấy đúng không ừ. ok dạ hãy câu số chín nhật bản ngôn ngữ của người khác nhau nhưng mà chúng ta có thể là gì xa là khoảng cách được chưa nào hãy đây là gì nhỉ năng lực tiếng nhật đúng không hãy có khoảng cách tùy vào mỗi người tôi đi tùy vào mỗi người đấy. Khoảng cách thì là gì đây? Chi gai đấy nhé. Chi Ai? Đúng không nào? Đây là hô hô phương pháp là không phải. Sai nô no là tài năng, di cả là thời gian là không phải. Được chưa? Xa mà. là khoảng cách. Ok chưa nào? Hay, tiếp theo câu số 10. Kanojo wa presento ga itta yo desu. Kinita. Học từ itta chưa Thầy Dũng dạy rồi đúng không? itta là gì đây? Bắt đầu thích cái gì đó. Được chưa nào? Bắt đầu thích cái gì đó thì xem đây có cái gì chữ nào thích không kỳ ni ờ, chữ này ski giả là không phải là. à Ai, đúng không hỏi à, sumara cảm giác như là rất là buồn chán là không phải có đô đôi tạ không ngạc nhiên cũng không phải thích mà đây hợp với sở thích của mình konomi được nhé konomi để chào konomi ni atta. ok chưa yeah. rồi câu số 11 một jishin ga tạ đúng không nên Okaiác Ok thay nào ừ. Vậy thì đáp án là gì đây cho khoảng 5 giây đáp án hãy to năm tiếp theo được chưa nào Cái này là nhỉ năm sau đó đúng không <laughs> Hay. Ê, sau cái năm gì đó được không nào sau cái năm ví dụ Uh, sau năm đó chẳng hạn. Yokunen. nên có thể dịch là gì? Tiếp theo năm đó. Ví dụ chúng ta đang nói về cái thời điểm là năm uh, 2000 chẳng hạn thì nên thì là năm 2001, đúng không? Rồi. nó không phải RAI lên nhé. Dai lên là bây giờ, hiện tại 2022 thì RAI nên là 2023. Được chưa nào? Hay eto, gì nhỉ? Hay cái gì đây? Cái cơn bão đã đến, cái cơn bão lớn đã đến vào cái năm sau cái năm động đất ạ. À. Ok chưa nào? Hay. Ok chưa mọi người? Hay. Ok, câu số 12. Chữ này đọc gì đây? Rồi, chữ này đọc là Hana bà đúng không? Hana Thaba đúng không? Hay. Ôi ta. đúng không nào? hãy Đặt đúng không? Đặt cái bó hoa, bó hoa vào cái bàn. Nhưng mà đặt như thế nào đây? Đặt một cách nhẹ nhàng. Sotto Ok chưa? Nhẹ nhàng thì Yasashiku <laughs> cự ừ, chưa nào? chưa cự mạnh là không phải Mi này yo để Làm như không nhìn thấy đúng không? là cái yo thì, uh, uh, Kiểu như là gì nhỉ? Kiểu như là đang ném nó đấy Đúng không? Kiểu như không nhìn thấy Kiểu như đang ném Yo ní mà Đấy chưa? Hãy có số 13 Iyan gata kudasai Nếu có cái gì đó tốt Thì hãy chỉ cho tôi Đáp án Ôi mấy chữ cứng như nhìn phê phết nhỉ Idea, image, theme và chance. Đáp án idea mà thôi, đúng không? Ý tưởng an bằng với ý tưởng. Vậy nhà nếu có ý tưởng gì hay thì chỉ cho tôi nhé. Image tức là hình ảnh được thế nào? Hay tema là chủ đề và chance là cơ hội, được chưa? Hay câu số 14 bốn. Eh Это lần денсюва куре де осимай де là cái gì đây? ờ ừ. simai nó là simai mai mát đúng không là cất được chưa nào hay bằng với lại là gì nhỉ oa đi cất đi rồi thì sẽ bằng là xong rồi xong rồi thì sẽ bằng là ôa đi được chưa nào cái này à, mỗi khi xong nghe xong bộ phim ạ à, xem trong một bộ phim gì ạ thì nó sẽ có từ oshimai hay là các thầy cô giáo đúng không đọc sách đọc chuyện cho các bọn trẻ thường hay dùng sử dụng từ này đúng không Oshimai, được mãi thế chứ nào hay Hajimari bắt đầu này Kimari là được quyết định này Okure tức là muộn chậm này Đấy chứ nào Hãy câu cuối cùng Sekai jiu no arayuru mondai ni tsuite kangaeru Ok Hãy nào Câu này dễ rồi Suy nghĩ về vấn đề trên toàn thế giới Là vấn đề gì Là vấn đề gì Jiu-dai Rất là trọng đại quan trọng cBT tất cả vấn đề Shinkoku na Vấn đề trầm trọng nghiêm trọng nóng, kyo sư tức là cùng được chưa? Nào? Hay. hay. thì đáp án sẽ là gì nhỉ? tệ, Ok, tệ Tất cả mọi vấn đề. Được chưa? Đấy, vậy là chúng ta đã xong 15 câu ờ, tìm từ đồng nghĩa ở nhá. Ok. Chúng ta cùng nhau bước vào môn đại số 5. Đó là hay đặt câu. Đúng không? Người ta sẽ cho một cái câu này và chúng ta sẽ tìm xem là bốn cái câu dưới đây câu nào là chính xác nhất, đúng không? Phù hợp với ý nghĩa của cái từ vựng này. Được chưa? Hay, câu đầu tiên chúng ta tự, thử thử thử, tìm xem nhá. Chữ đầu tiên đọc là gì đây? Đấy, Hay. là gì nhỉ? Đấy, mi đại. Mi đại là tương lai. Được chưa nào? Vậy thì bạn sẽ chọn con số mấy? À. Hãy nhanh nhất nhìn thấy phát là chúng ta ạ à, tương lai em muốn trở thành bác sĩ đúng không thường thì các bạn nhìn này các bạn nhìn chọn số 2 luôn tuy nhiên cái câu này là đáp án số 1 mi đại số đây này với chữ số đây kia để cho nào hãy chữ số đây đây khác nhau đây là mi đại tương lai xa 50 100 năm sau thường nói tương lai của đất nước tương lai của thế giới các thứ thế dùng con này để cho nào hãy Vậy thì các bạn nhìn xem con này Hẹc cứ nên gọ Nộ mỹ đại nó nì hồng quá Nhật Bản đúng không? Tương lai 100 năm sau Thì sẽ như thế nào nhỉ? Đô na tê đá đồ Thì là bạn chúng ta Được chưa? Còn cái câu sô này Tương lai bình thường này Thì chúng ta sẽ dùng là gì các Sô đai đúng không? Hay sô đai Tương lai thì câu này Thì sẽ hợp lý hơn Được chưa? Hay hay là cái câu dưới này nữa thường sẽ nói tương lai gần về cho bản thân mình nữa đúng không? Sau này tổ càng ngày tệ, nhiều hôm có bên kiểu đúng không? Eh, suy nghĩ về tương lai và tôi đã quyết định học tiếng Nhật để thế nào? Hay còn cái câu này rất là đơn giản rồi. Kyo wa osoi no mata ato de ato de chẳng hạn, chữ này ato de chẳng hạn không dùng mi được đúng không? Hay là asta được chưa? thì chúng ta thay những câu như vậy vào những câu này để cho nó có ý nghĩa nhá. Đây thế nào? Đấy, xong câu 1 rồi, bây giờ câu 2. Korobu. Ừ, korobu là gì đây? Korobu là ngã. Đấy, chúng ta biết được ý nghĩa của nó là ngã rồi thì đơn giản thôi. Đây xem nào. Hãy. Các bạn làm đi. sự hay Ồ, oh, oh, oh câu này hơi khó. Hay. nhưng mà nếu mà chúng ta thì đây hey, chúng ta để ý thì cũng thấy rằng giày dày cao thì dễ ngã. À, câu này dày cao dễ ngã. Được chưa nào? Hay còn cái từ ca ca tố này không hiểu cũng được thì cũng tìm được nghĩa của nó. Được chưa nào? Ca ca tố là ký gót đúng không? Dày cao gót thì sẽ dễ bị ngã. Đấy, được chưa nào? Hay. nhiều bạn sẽ chọn đáp án 2 đúng không? Cô đô mô gã bếp đổ đệ Cô lôn đê À xôn là ám chỉ là việc mình vấp vào cái gì đó Mình ngã Được chưa nào đấy. Còn cái từ Trong cái câu này thì chúng ta sẽ thay bằng là gì nhỉ Nê cô bự Được chưa nào Tức là gì nhỉ Nằm xuống Được chưa Nê cô bự Nằm xoài ra Được chưa nào Đấy. Ok chưa Đứa trẻ ê, Nằm xuống chơi ở trên gì đấy Ở trên cái giường Được chưa nào Bô đừ gã Saka đúng không? Saka Chữ này là gì đây? E to uh, sẽ là gì ạ? E korogaru. Korogaru. Đây chưa? các bạn nhớ cho thầy nhá. Korogaru tức là lăn đúng không? Quả bóng lăn xuống dốc. Đấy, được chưa nào? Saka o korogaru. Ok chưa? Hay, tiếp theo câu số 4 này. Kuruma ga kousaten de đúng không? Sẽ là gì đây? Jikou ga ukita. Butsukatte tức là đâm nhá chúng ta sẽ dùng được một động từ butsukaru butsukaru butsukatte butsukatte được nhé đâm ở ngã tư xe ô tô đâm ở ngã tư và gì nhỉ ấy xảy ra tai nạn ok chưa đấy có số ba kando chữ này là kando kando là cảm động chúng ta xem cái gì đó cảm động ấy ừ. Đấy. nào cái gì đó cảm động nào oh. nhìn thấy ngay thường là Xem phim thì sẽ cảm động Đúng không nào? Rồi Đúng không? Inu to ningen ga tomodachi naru Tomodachi ni naru Ega mite Kando Tôi rất là cảm động khi xem bộ phim mà Con chó và con người gì nhỏ trở thành bạn Đấy Con chó và con người trở thành bạn Được chưa? Hay, còn câu đầu tiên Koi to ga wakarete Ima wa eh, Kimochi ga oshikomu có nghĩa rất là buồn chán đúng không? Đấy. Chia tay với người yêu này bây giờ tôi rất là buồn chán và ngày nào tôi cũng cảm thấy rất là khổ sở. Tsurai. À. Ok chưa nào? Hay câu tiếp theo, meno mai de jiko ga ukite đúng không? Hay bikkuri shite to ka. Đúng nào? Hay giật mình khi mà gì nhỉ? Khi mà trước mắt mình xảy ra tai nạn nên là gì nhỉ? Dou shitara ii no ka wakaranai. Không biết phải là như thế nào cả. Bikkuri shita. Được chưa nào? Hay là biyoki ni natte shita. Được chưa? Thì sẽ là gì nhỉ? Cũng là bị cư đi cũng được. Giật mình khi gì Khi bị bệnh Được chưa? Hãy Đáp án là số 4 nha. Câu số 4. Itsu no manika. Ừ. Itsu no manika naze. Ừ, Itsu no manika là không biết từ khi nào nhá. Đấy, à, các bạn thấy không biết từ này khi nào, được chưa? Hãy vậy thì các bạn thử làm cho các thầy câu này xem. E gono tesuto Itsu no manika shitte masuka? Itsu no manika seikai o ryoko de kitara ii na to omotte imasu xin hoa ta là là say xưa đúng không say xưa đọc sách thì không biết từ lúc nào trời đã tối được chỗ nào cái câu này chúng ta thấy ngay không biết từ lúc nào trời đã tối đây rồi chưa hãy còn có một là ít cả mày có biết test tiếng Anh vào khi nào không hay cái câu giới thế It's Khi nào đó tôi có thể đi du lịch được khắp thế giới thì thật là tốt biết bao đúng không? Hay còn câu số 3 thì chúng ta sẽ là gì nhỉ? It's kite tế nai kara đúng không? It's kite tế nai kara đúng không? Hay khi tổ chuẩn bị đây là câu này gì nhỉ? Động đất ạ, khi nào nó đến thì cũng không có gì là lạ cả. Okasuku nai kara nên là chúng ta cần phải chuẩn bị trước một cách gì nhỉ cẩn thận nhá ok chưa câu số năm này Imanimo. mộ oh, ô cái này trong vị à, trong trong bài trước thầy có nhắc rồi đúng không? cái gì đó cộng với lại là gì nhỉ động từ dạng mát sự bỏ mát sự cộng với lại là ừ mm. so this. Thì chúng ta sẽ tìm đây nhìn thấy luôn không cần đọc nhiều đúng không à câu này namida ga nakidashi so đã đúng nào hay vì đây? meni Namida Otamete tức là gì nhỉ? Nước mắt gì nhỉ? Dưng dưng, được chưa? Mắt dưng dưng tức là Thamê được tức là Nước mắt nó đọng lại, được chưa? Nước mắt nó đọng lại mắt thì là Mắt dưng dưng Chuẩn bị như là sắp sửa khóc đến nơi rồi ạ Đúng không? Im ảnh im ảnh như thế đúng nào? Hay Ví dụ có lột Cantana Rio đi là là Đúng không? Itsudemo tsukuremasu yo Hay là imasu tsukuremasu yo Bây giờ sẽ làm được ngay Imasu de kimasu yo

anh vẫn gì nhỉ vào những ngày nghỉ anh ấy thường chơi bóng đá được chưa ok Đấy, tiếp theo câu số 6 đọc là gì đây? Hormone đúng không? Hormone

đúng không? đặt ra câu hỏi đúng không? em muốn hỏi thầy giáo đúng không? nên là gì nhỉ? Zuyo no ato à okikini ikimasu. bởi vì có việc muốn hỏi thầy giáo nên là gì nhỉ? sau giờ học tôi đã đi hỏi tôi sẽ đi hỏi nhá. hãy hãy còn câu đầu tiên là gì đấy? điều cô ni ta là đi sri lanka e ikitai được chưa? e ikitai. đấy. được chưa nào? ikitai nhá. ikitai. tiếp lớp 友達が私がいる教室まで来て Chữ này chỉ dùng là kite hiru gohan ni sasotte kuremashita Đấy chứ nào Bạn tôi thì đã đến tận phòng học mà tôi ở đó Và đã gì nhỉ? Mời tôi đi ăn cơm trưa Đấy, được chưa? Hay, xong rồi nhá Ok Hay, câu số 7, tiếp theo cự đúng không? cự có nghĩa là gì đây? Ừ, chữ lạc đúng không? Lạc có nghĩa là thoải mái này, đúng không? nhàn nhã này, đúng không? Ừ, nào Vậy thì các bạn làm cho thấy nhá Ok, đáp án này xem nào. Ừ, câu số 1 có vẻ như là đúng nhất bởi vì Konoka kaban wa karui kara raku ni mochi hakobi dekimasu. Được chưa nào? Hay cái cặp này nó nhẹ nên là gì nhỉ? Cầm mang đi theo, mochi hakobi thì nhé. Cầm mang đi theo rất là thoải mái. Được chưa? Đấy. Ok chưa? Sosetsu ga totemo tanoshi.

chơi là chơi vui vẻ suốt một ngày ở trong gì nhỉ? khu vui chơi. Được chưa? Hãy e tỏ cái câu này sẽ dùng cho kanata này là sẽ giải thích một cách đơn giản cái quy tắc luật lệ của công ty đúng không nào? Hãy, sai Chi tiết thì hãy nhìn vào tài liệu nhé. Ok? Hãy, câu số 8, dose dù thế nào đi chăng nữa, đúng không nào? cậu làm đi, đấy đáp án là gì đây? Dùu thế mà ước mơ của tôi không phải là làm công nhân, mà là Dù như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể từ bỏ được giấc mơ, và tôi đã nghỉ việc công ty để trở thành ca sĩ đấy được chưa nào đấy Ê, cái câu này là do stara i deska thì sẽ làm gì kagi o otoshite shimatan deska em đánh rơi chìa khóa rồi làm thế nào bây giờ do stara i deska đúng không ừ. Ê, tổ, câu tiếp theo này shiken wa go kaku dekiru da ro kitto đúng không à, chắc chắn là gì nhỉ sẽ đỗ đây kitto go kaku dekiru da

Ok, rồi đáp án của chúng ta là gì đấy? Zibun no so ni bạn, jibun no kimochi o Đây là tính từ đến na, nhưng mà đi với động từ thì nó phải trở thành trở từ ni, đúng không? Hay kire ni araimasu to ka. Shoujiki ni tsutaeru koto wa taisetsu na koto desu. Đúng không? Hay việc quan trọng là phải truyền tải một cách là chân thành đúng không? Cái cảm xúc của bản thân mình nhá. Ok chưa? Hay còn câu đầu tiên là gì nhỉ? xe tô nạ chỗ này liên quan đến chữ tô này nhỉ xe tô nạ tức là gì nhỉ ở cửa hàng này thì gì nhỉ là một cái quán rất là tốt bán hàng với giá gì nhỉ giá được niêm yết giá gì nhỉ? giá này là giá chuẩn giá theo đúng sản phẩm ạ được chưa hãy xe tô nạ cả các cử hợp lý nhá hãy cái này là gì nhỉ tô no hanashi được chưa hãy câu chuyện gì nhỉ câu chuyện thật sự đấy được chưa hãy tiếp theo cái chỗ này thì rồi home Nam ạ đúng không tên thật của cô ấy đúng nào hãy là tên này không phải là tên này nhá ok chưa hãy có số 10 hóa ra hoa dạ đúng không hãy mất công cất công làm cái gì đó ăn làm đi Hãy đáp án của chúng ta sẽ là Ichi <laughs> bạn Mê lửa đế mộ lên đắc cử đề kỳ lửa Đúng không nào Kare wa waza waza Watashi ni chok setsu ai ni kita Đấy chứ Hãy Đã có thể gì nhỉ Liên lạc bằng mail rồi vậy mà Đúng không Anh nhớ gì nhỉ Hãy Đã cất công đến Đây để gặp tôi trực tiếp Hãy waza waza Watashi ni chok setsu ai ni kita Đấy chứ nhớ nhá nó hay thường có câu là hóa do kỳ tạ cất công đến đây động từ kia cư đấy nên mà khi mà có những câu như thế này có động từ kỳ tạ này mọi người để ý xem đọc cái câu này lên xem nó có hợp lý không cất công đến được chưa hay câu tiếp theo là gì đây quá ra hóa no yasumi no hi no ni ừ, cái câu này là gì nhá sạch các cự cái câu này là sạch các cự được chưa sạch các cự sạch các cự ở đây là gì nhỉ chẳng mấy khi đúng không chẳng mấy khi có được uh, chẳng mấy khi có được cái ngày nghỉ vậy mà đúng không nào thời tiết thì à, xấu đúng không chẳng đi đâu được cả ok chưa hay câu tiếp theo là hoa gia tội cố tình được chưa không? không phải hoa gia hoa gia mà hoa gia tội cố tình được thế nào anh ấy cố tình thua gì nhỉ thua trò game đó đúng không thua em trai trò game đó bởi vì là gì nhỉ đứa em trai nếu mà nó thua thì nó sẽ bị khóc cái cả cái cụm này chúng ta có thể cho lên đầu cũng được bởi vì là đứa em trai gì nhỉ nó thua nó khóc ngay nên là anh ấy đã cố tình thua đúng không thua em trai cái gì nhỉ cái trò chơi đó nhá ok chưa câu cuối công thì sẽ là gì hoa ra hoa ra không phải mà là ra hoa ra hoa ngược lại ra hoa ra hoa được chưa nào ra hoa ra hoa ra ừ. hoa là ra ám chỉ gì nhỉ? sự ồn ào á được chưa nào hãy tiếng rào 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 của bọn học sinh á được chưa kiêu no nô wa ca quá gạc xe gáy bay đấy rào 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 đấy nhá hãy câu số 11 thay taiste thay sti được chưa nếu mà nói ý nghĩa của nó các bạn đọc ngay đúng không ý nghĩa sẽ là bằng với lại là nào? amari đấy các bạn làm đi Hay Vậy là nếu mà biết nó là Amari rồi thì sẽ là gì nhỉ Hay Amari omoshiro kunai Taiste omoshiro kunai Cái bộ phim này Đúng không Thế thì nhỉ Hình ảnh và âm nhạc rất là đẹp Thế nhưng mà câu chuyện thì lại không thú vị Đúng không Ừ Hay Chốt tỏ khi câu đầu tiên phải là gì nhỉ Terebi no oto wa kikoi nai kara Chốt tỏ Oki kushite kudasai Oki Oki Sticker ok Đấy, cho to lên một chút, đúng không? Hay là cái câu này, ý, câu này sẽ là tai tệ, tai tệ thường, thường vào những ngày nghỉ thì tôi thường xem phim, xem phim hay là đọc sách, đúng không? Tiếp theo, かのどの声質は、コウがくき. No chứ này chúng ta có thể thay bằng とても rất là tốt, とてもよくなった. Thế chưa? Vậy kỳ học này thì rất là tốt, cái thành tích của cô ấy, chứ này ca là thành tích. Này rất là tốt nhá. Hãy có số 12 hai cự, nghe bây giờ chưa cực sự cự, cứ sự cự tức là dính, cứ đó cứ 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 theo cứ dính theo, đúng không? cứ Đấy, vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là câu số 2 Đúng không? Chi sai kodomo wa hahaoya ni kutsete Đúng không? Hay, tức là cái câu này thì nhỉ? Cái đứa trẻ nhỏ đó thì cứ bám theo mẹ Giết, cứ bám giết theo mẹ Đúng không? Hay, không rời Được chưa nào? Không giỏi kiểu bám như không giỏi đi Được chưa? Hay, còn những câu khác thì như thế nào? Câu đầu tiên thì sẽ dùng động từ oi oku Đúng không? Hay, cái mẫu câu gì nhỉ? oita <laughs> nữa, mọi người biết không? Ờ. Ừ ở ừ, hoa thì được đặt ở trên bàn hay là trang trí cũng được kazate được oi te được thế thế nào hay tomodachi to isho ni, ni thế nào hay, tôi đã nhà thành lập công ty cùng với bạn của tôi đúng không câu tiếp theo này cái câu này là gì đấy hiroban ni wa Kimas thôi chỉ dùng động từ cư được đúng không? Hay có rất là nhiều người đã đến cái nhà quảng trường này, nó Hiroba cũng có thể là quảng trường hay là một nơi nào đó thật là rộng thì gọi là Hiroba nhá. Hãy câu số 13. Ue de chồng là gọi là chồng. Trồng cây. Ừ, trồng cây nào. Đáp án Hai, đáp án gì đây? Senjitsu Ura niwa ni Ueta tomato ga Karete shimatta Đúng không? Cái cây cà chua đúng không? Đã trồng ở sau vườn tháng trước á Thì nó đã bị héo Bị héo đi Được chưa nào? Đáp số 3 nhá Ok à, Có những câu khác thì người ta sẽ thay bằng từ gì đây? À, chữ này bằng chữ sắc cự đi Đúng không? Kire ni saitano de Bara là hoa hồng Hoa hồng đã lở gì nhỉ? Lở rất là đẹp Nên là gì nhỉ? Hey, tôi đã trang trí vào phòng nhá. hãy kono ryōri ni wa shinsen na yasai ga tsukawarete mas tức là được dùng á. Được chưa nào? Trong cái món ăn này thì gì nhỉ? À, cái rau tươi tsukawarete mas được dùng được chưa? Được sử dụng rau tươi. Còn cái câu cuối cùng sẽ là gì đây? Eto kaze ga tsuyosugite kino tatte ta tê tạ được chưa ta tê tạ đấy cam eh, bang gạ qua tê tạ. đúng không qua tê cam là cái biển hiệu mà tôi đã đã dựng vào ngày hôm qua thì nó đã bị hỏng do gì nhỉ gió quá là mạnh đúng không nào đấy Có số 14 bốn là số đôi được đúng không số đôi được gọi là thu xếp thu thu thập đầy đủ đúng không hay là mang nghĩa là gì nhỉ? sắp xếp đúng không sắp xếp nào sắp xếp à vậy các bạn làm đi hai ok, đáp án chúng ta là gì nhỉ? 3 bạn. Kyo no Đúng không? Hay, đúng không? Hãy chuẩn bị thu thập đầy đủ tài liệu trước gì nhỉ? Trước cuộc họp ngày hôm nay. này chưa? Hay, còn cái câu đầu tiên là wa kazoku, đúng không? Chúng ta sẽ dùng động từ solote Ừ, sorotte, đúng không? Sorotte tức là mọi người, tất cả mọi người, cùng tất cả mọi người, đúng không? Đúng không? Đúng không? Hãy uh, mùa hè thì tôi đã đi du lịch cùng với tất cả gia đình cùng với tất cả mọi người trong gia đình ca giúp số lốt được chưa Hãy ví dụ khi một công ty đi du lịch chẳng hạn đúng không một người đứng trên này, người quản lý chẳng hạn bảo Minna sorote masuka Hoặc uh, đúng không? Cô giáo đúng không? Hướng dẫn mọi người Minna sorote masuka Thì mọi người đã tập trung đầy đủ chưa? Được chưa? Hãy Tức là ám chỉ là tất cả người trong gia đình á uh. Ok chưa? ni sonai được sẽ ẩm ý hơn Từ này Sonaer Sonaer sonaeru Sonaer là chuẩn bị thì là sonaete để chưa chưa thể đây đúng không mizu kateo cự đúng không vậy mua nước để chuẩn bị phòng bị cho động đất nhá hay còn câu cuối cùng thì sẽ là kite cũng được đúng không mise no mai ni tak sang o sang ga kite hoặc narande xem đi hơn narande matte ta đúng không tức là gì nhỉ À, rất là nhiều khách xếp hàng na la bự mà xếp hàng ở trước cửa gì nhỉ trước cửa quán đúng không và đứng đợi ok chưa hay còn một câu cuối cùng đúng không để chúng ta kết thúc bài môn đại số năm lại hay Ok kê được các bạn làm đi Đáp án của chúng ta sẽ là Hai Yon bạn Kono hotel wa Ichi nichi Jiu nin shika Uke ire Đúng không? Cái khách sạn này đúng không? Một ngày chỉ tiếp nhận được có 10 người mà thôi Khách sạn gì mà bé đấy Tiếp nhận chỉ có 10 người mà thôi Được chưa? Tiếp theo e to, Câu 1 thì chúng ta sẽ sử dụng Đó là động từ Uke ru Đúng không? Hai Tanaka Dường như đúng không? Những người mà nhận được cái lời mời của anh Tanaka thì chỉ có mình tôi thôi. Được chưa nào? Hai, hay có số 2 này, keki o tsukuru tame ni tamago to o ga aru. Tức là cần thiết phải chuẩn bị đúng không? Chuẩn bị trứng hay là uh, sữa này để nấu gì đây? Để nấu keki đúng không? để nấu bánh được chưa nào? Hay Ê, thì chúng ta sẽ dùng động từ zumbi sư đự hoặc là yoi sư đự đúng không nào? Hay câu số 3 thì chúng ta sẽ dùng động từ là sang ca sư đự tham gia seminar đúng không? Hay hội thảo đúng không? Những người nào mà tham gia hội thảo ngày mai ấy, thì konoristoni o kaite sai. thì hãy viết tên vào cái list cái danh sách này nhá. Đấy. Ok chưa? Rồi, vậy là Chúng ta đã kết thúc xong môn này gì nhỉ? Câu số 15 của môn này số 5 rồi. Ok. À xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Ok, tiếp theo thì các bạn hãy xem phần tiếp theo do cô Thành phụ trách môn này 6 và môn 17. Bye bye.